này, nhưng theo cái guideline của Bộ Y tế Việt Nam về chẩn đoán và điều trị ung thư tuyến tiền liệt thì chúng ta đang sử dụng cái hướng dẫn, cái định nghĩa của ung thư tuyến tiền liệt kháng cắt tinh hoàn theo Hội Niệu khoa Châu Âu. Và để xác định một bệnh nhân ung thư tuyến tiền liệt kháng cắt tinh hoàn thì chúng ta sẽ phải có những cái yếu tố gì? Đầu tiên là bệnh nhân đã phải được cắt tinh hoàn bằng ngoại khoa hay là bằng nội khoa, đạt được cái ngưỡng testosterone ở mức cắt tinh hoàn, tức là dưới 50 nanogram trên decilit hoặc là dưới 1,7 nanomol trên lít. Tiếp theo nữa là bệnh nhân phải đáp ứng được ít nhất một trong hai tiêu chí. Tiêu chí thứ nhất là tăng PSA, tức là tiến triển sinh hóa. Và cái tăng PSA này được xác định bằng, đầu tiên chúng ta phải xác định cái điểm nadir. Sau đó thì chúng ta sẽ thử lại, khi bệnh nhân quay lại với một cái nghi ngờ là ung thư tuyến tiền liệt kháng cắt tinh hoàn thì chúng ta sẽ xét nghiệm PSA hàng tuần ở cùng một máy. Và PSA được xác định là tiến triển sinh hóa khi mà PSA sẽ tăng trên 50% so với lại mức nadir và so với cái lần thử trước, và đặc biệt nữa là phải trên 2 nanogram trên mililit. Bên cạnh cái tiêu chuẩn về tiến triển sinh hóa thì chúng ta, bệnh nhân có thể phải đáp ứng một cái tiêu chuẩn nữa, đó là tiến triển về hình ảnh. Tiến triển về hình ảnh được định nghĩa là xuất hiện trên 2 tổn thương xương hoặc là tiến triển đối với tổn thương mô mềm theo tiêu chuẩn RECIST. Như vậy, bệnh nhân sẽ phải có mức testosterone ở ngưỡng cắt tinh hoàn cộng thêm với một trong hai tiêu chuẩn là tiến triển sinh hóa hoặc là tiến triển về hình ảnh, hoặc là có cả hai tiêu chuẩn tiến triển sinh hóa cũng như tiến triển hình ảnh. Đây là một cái ví dụ minh họa để xác định tiến triển PSA, để chúng ta xác định là kháng cắt tinh hoàn. Thì báo cáo các đồng nghiệp, ví dụ bệnh nhân này là lúc đầu PSA là 74, sau khi chúng ta điều trị thì nó xuống nó còn là 1, xuống 20 rồi xuống 1. Và tiếp nữa là đến một cái thời điểm bệnh nhân đến với cái nghi ngờ là kháng cắt tinh hoàn thì chúng ta thử PSA thì chúng ta thấy rằng là rõ ràng là nó tăng trên 50% so với mức nadir. Nhưng mà cả 3 cái tuần này thì PSA nó đều dưới 2, thì như vậy chưa xác định được là kháng. Tuy nhiên sau một thời gian tiếp theo nữa chúng ta lại thử lại và chúng ta thấy rằng là nó đã tăng trên 50%, nhưng nó, cái mức của nó là trên 2. Như vậy đến thời điểm này chúng ta mới xác định là kháng. Thì báo cáo các đồng nghiệp là ở trong thực tế lâm sàng á, chúng ta sẽ có gặp những cái vấn đề như sau về cái chuyện là xác định tiến triển PSA. Cái vấn đề thứ nhất ấy, là bệnh nhân của chúng ta không theo dõi được PSA trong quá trình điều trị. Như vậy chúng ta sẽ không biết được cái điểm nào là cái điểm nadir hết cả. Đó. Vậy thì khi bệnh nhân quay lại với chúng ta và có những cái vấn đề hoặc là quay lại để kiểm tra sức khỏe thì chúng ta phải lấy đúng cái điểm khi bệnh nhân quay lại đấy là điểm nadir, nếu như tất cả những cái xét nghiệm từ trước chúng ta không có dữ liệu gì hết. Đấy là một vấn đề ở trên thực tế lâm sàng. Cái vấn đề thứ hai ấy, là bệnh nhân chúng ta quay lại với cái PSA đã rất cao rồi. Cái này thì rất nhiều đồng nghiệp đã hỏi tôi và tôi cũng thấy rằng là nếu mà chúng ta không làm rõ với nhau thì nó sẽ rất khó để chúng ta xác định được là bệnh nhân đấy có phải là tiến triển PSA hay không. Tôi lấy ví dụ, cái bệnh nhân này ấy, cái thời điểm PSA của người ta là 74 lúc đầu, và khi người ta đến người ta chỉ có đạt được cái PSA của người ta là 20 thôi, tức là nó rất cao, cái mức gọi là tối thấp nhất của người ta nó rất cao rồi là 20. Và chúng ta phải xác định là vào cái thời điểm đấy, tiếp tục 3 tuần tiếp sau nó có kháng hay không. Thì báo cáo các đồng nghiệp là để trên tăng được trên 50% thì nó phải là lần thứ hai phải là 30. Rồi tiếp nữa lại tiếp 50% nữa thì rất là khó để đáp ứng cái tiêu chuẩn đấy. Và như vậy là không cần thiết. Vậy thì cái mà chúng tôi thực hành lâm sàng
và chúng tôi cũng khuyên các đồng nghiệp là gì, nếu những cái bệnh nhân nào mà đã có cái mức nadir thấp nhất của người ta mà đã rất cao rồi ấy, thì sau khi chúng ta thử 3 lần liên tiếp này này, chúng ta chỉ cần thấy cái xu hướng tăng dần đều là bệnh nhân đấy đã được xác định là kháng rồi, chứ không nhất thiết phải là trên 50% của lần thử trước nữa. Chẳng hạn như bệnh nhân mà đến với chúng ta là PSA đã 100 rồi mà các đồng nghiệp cứ cố phải moi cho nó là phải 150 thì mới là kháng, thì như vậy là không ổn. Và khi mà chúng ta chẩn đoán nó không đúng như vậy thì để bệnh nhân nó rất muộn rồi chúng ta mới can thiệp. Đấy là hai vấn đề mà thực tế lâm sàng chúng ta gặp và chúng ta phải làm rõ với nhau ở cái bài báo cáo này. Tiếp theo đây thì chúng tôi sẽ nói về cái ung thư tuyến tiền liệt kháng cắt tinh hoàn mà chưa di căn. Đối với cái nhóm bệnh nhân này ấy, thì chúng ta sẽ gặp trên lâm sàng cỡ độ khoảng 5-8% các bệnh nhân ung thư tuyến tiền liệt kháng cắt tinh hoàn. Và cái bối cảnh lâm sàng ở đây là gì? Là bệnh nhân đã được điều trị ung thư tuyến tiền liệt giai đoạn tại vùng. Tôi lấy ví dụ là bệnh nhân đã được điều trị là cắt tinh hoàn cộng với lại tia xạ chẳng hạn thế. Và sau một thời gian bệnh nhân quay lại với chúng ta thì chúng ta thấy rằng là testosterone đã ở ngưỡng cắt tinh hoàn và PSA nó tăng theo đúng cái tiêu chuẩn mà là kháng cắt tinh hoàn. Thì lúc đấy chúng ta đã chẩn đoán là ung thư tuyến tiền liệt kháng cắt tinh hoàn. Tuy nhiên, chúng ta làm tất cả các cái phương tiện chẩn đoán hình ảnh và chúng ta chẳng tìm thấy một cái nơi nào di căn hết cả. Thì khi đấy bệnh nhân sẽ được xác định là ung thư tuyến tiền liệt kháng cắt tinh hoàn chưa di căn. Vậy thì mục tiêu điều trị của nhóm bệnh nhân này là gì? Báo cáo các đồng nghiệp, khi bệnh nhân chưa di căn, bệnh nhân đến với chúng ta vì khám sức khỏe sau khi điều trị, tức là khám định kỳ, kiểm tra định kỳ, thì cái mục tiêu điều trị các đồng nghiệp sẽ cho cái gì là quan trọng nhất? Xin mời các đồng nghiệp chúng ta cùng nhau, xin mời cái đơn vị kỹ thuật các bạn đưa cái rồi ạ. Vâng. Xin mời các đồng nghiệp chúng ta cùng chọn lấy một phương án mà các đồng nghiệp cho là mục tiêu điều trị cho nhóm bệnh nhân này là quan trọng nhất là cái gì? Xin mời ạ. Dạ vâng, xin cảm ơn các đồng nghiệp chúng ta đã cho cái đánh giá ở đây. Thì tôi thấy rằng là ở đây 62% chúng ta vote vào cái là kéo dài thời gian đến khi di căn. Và còn lại thì chúng ta sẽ có giảm PSA này, rồi là kéo dài OS, rồi là chất lượng sống. Thì báo cáo các đồng nghiệp là tất cả những cái yếu tố này đều là những cái mà thầy thuốc sẽ phải đạt được ở nhóm bệnh nhân này khi chúng ta tiến hành điều trị. Nhưng đúng, chúng tôi đồng ý với các đồng nghiệp, cái quan trọng nhất là chúng ta sẽ kéo dài thời gian đến khi di căn. Và sau đây thì chúng tôi sẽ chia sẻ một ca lâm sàng. Đây là một bệnh nhân nam 75 tuổi. Bệnh nhân này được chẩn đoán là ung thư tuyến tiền liệt giai đoạn T3 N0M0 vào tháng 6 năm 2020. Và Gleason lúc chẩn đoán là 8 điểm, PSA lúc chẩn đoán là 45. Và lúc đấy bệnh nhân được xác định là nhóm nguy cơ rất cao. Và bệnh nhân đã được điều trị xạ trị và cắt tinh hoàn nội khoa. Thời gian cắt tinh hoàn nội khoa là dài hạn. Và đến tháng 7 năm 2021, khi mà bệnh nhân vẫn đang được dùng Zoladex, thì bệnh nhân có cái PSA cái tăng dần. Và khi đấy thì chúng ta kiểm tra thì chúng ta thấy là nồng độ testosterone ở ngưỡng cắt tinh hoàn. Và bệnh nhân có cái tiến triển sinh học thỏa mãn cái tiêu chuẩn của kháng cắt tinh hoàn. Tuy nhiên chúng ta kiếm bằng chứng di căn thì chúng ta chưa thấy di căn ở đâu hết cả. Như vậy bệnh nhân này chúng ta xác định là một bệnh nhân ung thư tuyến tiền liệt kháng cắt tinh hoàn chưa di căn. Và cái thời gian từ lúc
chúng ta bắt đầu điều trị, đến khi chúng ta đạt được cái ngưỡng PSA ở mức nadir, đến khi PSA tăng trở lại là khoảng 10 tháng. Vậy thì kính thưa các đồng nghiệp, chúng ta hãy lựa chọn xem đâu là cái phương án mà các đồng nghiệp cho là tối ưu nhất đối với bệnh nhân này. Vâng, xin cảm ơn các đồng nghiệp. Như vậy rất nhiều các đồng nghiệp ở đây, gần 50% chúng ta lựa chọn là Zoladex kết hợp với abiraterone acetate. 17% là chọn Zoladex cộng với docetaxel. Có 24% các đồng nghiệp, tức là 1/4, lựa chọn Zoladex và theo dõi. Có 14% lựa chọn Zoladex và bicalutamide. Còn những cái lựa chọn khác thì không có. Thì kính thưa các đồng nghiệp, đối với lựa chọn Zoladex kết hợp với abiraterone acetate hay là Zoladex cộng với docetaxel, thì báo cáo các đồng nghiệp chúng ta chưa có dữ liệu của hai điều trị này cho nhóm bệnh nhân ung thư tuyến tiền liệt chưa di căn kháng cắt tinh hoàn. Và tôi khuyên rằng là khi mà chưa có dữ liệu thì chúng ta hãy để dành cái lựa chọn đấy để sau này bệnh nhân trở thành ung thư tuyến tiền liệt di căn thì chúng ta sẽ điều trị cho bệnh nhân. Còn đối với hai lựa chọn tiếp theo là Zoladex cộng với theo dõi và Zoladex cộng với bicalutamide, thì báo cáo các đồng nghiệp chúng ta sẽ cùng xem là các cái thử nghiệm lâm sàng đã đi đến đâu. Đây là hiệu quả của cắt tinh hoàn kết hợp với lại antiandrogen thế hệ 1, tức là bicalutamide đó ạ. Thì báo cáo các đồng nghiệp cho nhóm bệnh nhân ung thư tuyến tiền liệt kháng cắt tinh hoàn di căn thì chúng ta không thấy có cái hiệu quả gì hết. Đây là kháng cắt tinh hoàn di căn nhé. Thế và cái lựa chọn mà điều trị kết hợp cắt tinh hoàn với lại antiandrogen cũng không phải là cái lựa chọn ở trong các guideline cho nhóm bệnh nhân kháng cắt tinh hoàn di căn. Tuy nhiên, bệnh nhân mà chúng ta đang nói đến là bệnh nhân ung thư tuyến tiền liệt kháng cắt tinh hoàn chưa di căn. Như vậy rõ ràng là chúng ta hoàn toàn có thể lựa chọn phương án này. Và trên thực tế lâm sàng, chúng tôi cũng có thể lựa chọn phương án đó cho rất nhiều bệnh nhân rồi. Và cái mục tiêu của chúng tôi vào cái thời điểm đấy là gì? Thứ nhất là nếu chúng ta dùng như vậy, nó rất nhẹ nhàng. Thứ hai là có thể giảm được PSA để cho bệnh nhân yên tâm. Còn cái hiệu quả mà để kéo dài cái thời gian từ lúc chúng ta chẩn đoán là chưa di căn đó đến lúc di căn thì chúng ta hoàn toàn chưa rõ. Như vậy chúng ta chỉ đạt được một cái tiêu chí, đó là giảm được PSA mà thôi. Còn cái tiêu chí chính của chúng ta lại chưa đạt được. Vậy chúng ta có những cái lựa chọn gì khác ở đây? Thì đây là một cái thử nghiệm lâm sàng. Người ta lựa chọn vào thử nghiệm này những bệnh nhân ung thư tuyến tiền liệt kháng cắt tinh hoàn chưa di căn và cho điều trị ngẫu nhiên 21 apalutamide là một thuốc khả ức chế thụ thể androgen và so với lại một nhánh là điều trị placebo. Mục tiêu chính của nghiên cứu này là cái sống thêm không có di căn. Thì báo cáo các đồng nghiệp, kết quả của nghiên cứu rất là ngoạn mục. Đó là cái nhóm bệnh nhân mà điều trị apalutamide cho cái thời gian sống thêm không di căn là 40 tháng, trong khi cái nhánh placebo là 16 tháng. Như vậy có thể nói là khi chúng ta điều trị apalutamide, nó đã tăng gần gấp 3 cái thời gian từ lúc chúng ta chẩn đoán là chưa di căn đến lúc di căn. Và các tiêu chí phụ của nghiên cứu này
cũng đều cho kết quả dương tính, chẳng hạn như là về cái thời gian sống thêm không tiến triển bệnh, cũng như là thời gian xuất hiện tiến triển có triệu chứng, cũng như là thời gian sống còn toàn bộ, thì cái nhánh điều trị apalutamide nó đều có lợi ích hơn so với placebo. Một cái thuốc ức chế thụ thể androgen nữa, đó là enzalutamide. Thì đây là một cái nghiên cứu khác của enzalutamide, được thiết kế giống như cái nghiên cứu vừa rồi chúng ta trao đổi, nhưng cái thuốc thử nghiệm là enzalutamide. Và đây chúng ta thấy về hai tiêu chí chính của nghiên cứu này là sống còn không có di căn, cũng như là sống còn toàn bộ, thì đều thấy có lợi ích nghiêng về nhóm sử dụng enzalutamide so với placebo. Như vậy trong guideline của NCCN thì người ta sẽ lựa chọn bệnh nhân điều trị hay là theo dõi dựa vào một cái yếu tố như sau, đó là chính là cái thời gian nhân đôi của PSA. Nếu như thời gian nhân đôi của PSA từ lúc chúng ta điều trị cho giai đoạn mà còn tại vùng đó đến khi bệnh nhân trở thành kháng nó là trên 10 tháng, tức là bệnh tiến triển chậm, thì người ta có thể hoàn toàn theo dõi hoặc là có thể kết hợp với lại một cái thuốc khác, đó là những cái nội tiết bậc 2 chẳng hạn như là bicalutamide. Tuy nhiên nếu mà thời gian mà tiến triển gấp đôi PSA mà dưới 10 tháng thì người ta cho đấy là tiến triển nhanh và người ta cần phải có những cái điều trị nó mạnh tay hơn một chút, đó là apalutamide, là darolutamide, là enzalutamide. Như vậy ở bệnh nhân của chúng ta, cái thời gian gấp đôi PSA của bệnh nhân là đúng 10 tháng. Vậy thì các đồng nghiệp hoàn toàn có thể để bệnh nhân đó trong cái lựa chọn là theo dõi, cũng có thể điều trị kết hợp với bicalutamide nếu như mà chúng ta có thuốc, hoặc là chúng ta có thể kết hợp với những cái thuốc nội tiết mới khác như là apalutamide hay enzalutamide. Tiếp theo tôi xin chuyển sang cái nhóm bệnh nhân mà hay gặp hơn, đó là bệnh nhân ung thư tuyến tiền liệt kháng cắt tinh hoàn di căn. Thì về bối cảnh lâm sàng chúng ta sẽ có thể gặp ở những cái bệnh nhân đã được cắt tinh hoàn ở giai đoạn tại vùng, hoặc là bệnh nhân điều trị cắt tinh hoàn ở giai đoạn di căn còn nhạy với cắt tinh hoàn, hoặc là ở cái giai đoạn kháng rồi và chưa di căn. Và tất cả những cái bệnh nhân ở ba cái nhóm này đều tiến triển đến một cái bước cuối cùng, đó là ung thư tuyến tiền liệt di căn kháng cắt tinh hoàn. Tuy nhiên đối với hai nhóm là nhóm còn nhạy và nhóm kháng chưa di căn thì chúng ta phải có một cái vấn đề rất quan trọng, đấy là phải xem ở giai đoạn còn nhạy hay giai đoạn chưa di căn bệnh nhân đã được điều trị ADT kết hợp với thuốc gì. Bởi vì cái vấn đề này nó là ảnh hưởng đến trực tiếp đến cái lựa chọn của chúng ta khi bệnh nhân xuất hiện di căn kháng cắt tinh hoàn. Và hiện nay chúng ta đang có rất là nhiều lựa chọn cho nhóm bệnh nhân này. Vào năm 96 chúng ta chỉ có mitoxantrone là một cái thuốc được approve cho điều trị giảm nhẹ ung thư tuyến tiền liệt di căn kháng cắt tinh hoàn. Và sau đó chúng ta tiếp tục có docetaxel, có một cái liệu pháp và gọi là miễn dịch tự thân là cipilocelti, có hóa trị. Và tiếp theo là có những cái thuốc nội tiết mới như là abiraterone acetate hay enzalutamide. Và gần đây nữa thì chúng ta có PARP inhibitor, có điều trị miễn dịch, rồi có điều trị các cái đồng vị phóng xạ. Thì đây là một cái nghiên cứu rất là kinh điển. Nghiên cứu này so sánh docetaxel, cái cách phương cách sử dụng là 3 tuần hoặc là 1 tuần so với mitoxantrone. Và nghiên cứu này đã cho thấy cái kết quả vượt trội của cái nhóm điều trị docetaxel mỗi 3 tuần ở bệnh nhân ung thư tuyến tiền liệt di căn kháng cắt tinh hoàn. Và từ đấy thì docetaxel đã trở thành một cái điều trị coi như là chuẩn mực cho nhóm bệnh nhân này. Các cái nghiên cứu của chúng ta về các cái thuốc mới nó sẽ xoay quanh là bệnh nhân đã điều trị docetaxel hay chưa. Thì báo cáo các đồng nghiệp, đối với những cái bệnh nhân mà đã điều trị docetaxel rồi thì chúng ta đã có các cái nghiên cứu mà sử dụng abiraterone acetate, enzalutamide hay là cabazitaxel hay là radium 223 so sánh để xem cái hiệu quả của những cái điều trị này cho những cái bệnh nhân mà đã từng điều trị docetaxel.
Thì về thiết kế nghiên cứu thì nghiên cứu QA301 hay nghiên cứu Affirm là đều so sánh một thuốc nội tiết mới với placebo. Còn nghiên cứu Trophic là nghiên cứu so sánh một cái thuốc hóa trị nhóm tác xăng là Cabazitaxel với một cái hóa trị khác là Mitoxantrone. Thì kết quả của ba cái nghiên cứu này đều cho thấy cái việc cải thiện được sống thêm khi mà chúng ta sử dụng các cái thuốc nghiên cứu so với lại chúng ta dùng placebo hoặc là Mitoxantrone. Thì thưa các đồng nghiệp, trong nghiên cứu QA301, abiraterone đạt được cái lợi ích về sống thêm là 15.8 tháng so với 11.2 tháng, nghĩa là cải thiện được là 4.6 tháng. Còn nghiên cứu Affirm thì enzalutamide cũng cho một cái cải thiện được sống thêm so với placebo. Và Trophic cũng vậy. Thế còn đối với nhóm bệnh nhân mà chưa điều trị docetaxel thì sao? Thì nghiên cứu QA302 so sánh abiraterone acetate với placebo cho nhóm bệnh nhân chưa điều trị docetaxel và không có triệu chứng hoặc là triệu chứng nhẹ. Tiêu chí chính của nghiên cứu này là sống thêm không tiến triển trên hình ảnh cũng như là sống còn toàn bộ. Thì ở đây chúng ta thấy là nghiên cứu dương tính bởi vì đã đáp ứng được không những một mà cả hai tiêu chí chính. Tức là đối với sống còn toàn bộ là nhóm điều trị abiraterone cải thiện được 4.4 tháng so với placebo và sống thêm không tiến triển trên hình ảnh cải thiện được là 8.2 tháng so với placebo. Và các cái tiêu chí phụ khác thì chúng ta thấy là đều có lợi ích nghiêng về nhóm sử dụng abiraterone acetate, chẳng hạn như thời gian đến khi sử dụng opioid, rồi thời gian đến khi bắt đầu hóa trị, rồi thời gian đến khi tiến triển PSA, đều có lợi ích nghiêng về nhóm sử dụng abiraterone acetate. Enzalutamide cũng được so sánh với placebo trong một cái nghiên cứu với thiết kế nghiên cứu tương tự. Và tiêu chí chính của nghiên cứu này cũng là sống thêm không tiến triển trên hình ảnh cũng như là OS. Thì chúng ta thấy rằng nghiên cứu này cũng đạt được cả hai tiêu chí chính. Đó là cải thiện về sống còn toàn bộ cũng như là sống còn không tiến triển trên hình ảnh cả trên nhóm bệnh nhân có di căn tạng và chưa có di căn tạng. Tóm tắt lại các cái điều trị đối với ung thư tuyến tiền liệt kháng cắt tinh hoàn, di căn thì chúng ta thấy là đối với nhóm bệnh nhân chưa hóa trị thì chúng ta có thể điều trị abiraterone acetate hoặc là enzalutamide hoặc là docetaxel hoặc là cipilacelti đối với những cái bệnh nhân mà có triệu chứng nhẹ hoặc không có triệu chứng. Còn đối với nhóm mà đã điều trị docetaxel rồi á thì chúng ta có thể sử dụng abiraterone acetate, enzalutamide hoặc là cabazitaxel hoặc là radium 223 đều cho cái lợi ích về sống thêm. Và trong guideline gần đây nhất của NCCN thì cái việc chúng ta lựa chọn cái điều trị nào cho nhóm bệnh nhân ung thư tuyến tiền liệt di căn kháng cắt tinh hoàn ấy, nó còn phụ thuộc vào một cái điều nữa, đấy chính là cái liều trị của chúng ta ở cái giai đoạn còn nhạy, là chúng ta sử dụng ADT cộng với biện pháp nào. Ví dụ giai đoạn còn nhạy chúng ta sử dụng ADT cộng với docetaxel thì ở giai đoạn kháng cái lựa chọn ưu tiên sẽ là abiraterone hoặc là enzalutamide. Bên cạnh cái việc mà chúng ta điều trị gì cho giai đoạn còn nhạy thì cái khi chúng ta lựa chọn điều trị bước 1 cho nhóm bệnh nhân này, chúng ta còn phải dựa vào một cái tiêu chí nữa, đấy là bệnh nhân có triệu chứng hay không có triệu chứng nhẹ hay là triệu chứng nặng. Và đối với những bệnh nhân mà không có triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ thì chúng ta sẽ ưu tiên dùng các cái thuốc nội tiết mới là abiraterone acetate hay enzalutamide. Còn đối với nhóm bệnh nhân có triệu chứng nặng và chúng ta mong muốn phải cải thiện triệu chứng ngay thì chúng ta hãy sử dụng docetaxel. Như vậy trên thực tế lâm sàng chúng ta sẽ có những cái lựa chọn khác nhau cho điều trị bước 1. Và tại Việt Nam thì hiện tại chúng ta đang có 3 cái lựa chọn là abiraterone, enzalutamide và docetaxel. Và chúng ta lựa chọn cái gì và tiếp bước sau chúng ta lựa chọn là cái gì thì luôn luôn là những câu hỏi thường trực của các thầy thuốc lâm sàng. Và trước đây khi mà cách đây cỡ độ 2-3 năm thì người ta còn băn khoăn rằng là abiraterone acetate hay enzalutamide cái gì nên điều trị đầu tiên. Nhưng đến thời điểm này thì cái câu chuyện nó có phần là thay đổi. Bởi vì sao? Bởi vì dù anh điều trị thuốc nội tiết mới đó, anh chọn
cái gì điều trị đầu tiên đi chăng nữa, thì vấn đề không nằm ở bước sau anh có điều trị lại các thuốc nội tiết mới hay không, mà vấn đề là bước sau anh sẽ điều trị tiếp tục những thuốc khác như thế nào. Thì ở đây là một cái nghiên cứu là người ta không sử dụng các cái thuốc nội tiết mới cho điều trị bước sau, bởi vì người ta thấy cái hiệu quả rõ rệt của một cái thuốc ức chế PARP là olaparib trên nhóm bệnh nhân có đột biến BRCA1, BRCA2, ATM. Thì báo cáo các đồng nghiệp chúng ta đều biết những cái đột biến này trước đây nó gắn liền với lại các cái bệnh lý ung thư vú, ung thư buồng trứng. Tuy nhiên trong thời gian gần đây thì người ta phát hiện ra rằng là có một cái tỷ lệ nhỏ những người nam giới có thể mang những cái đột biến này. Và khi người ta mang cái đột biến này thì nó sẽ ảnh hưởng lên cái tỷ lệ xuất hiện ung thư tuyến tiền liệt cũng như là tiên lượng của ung thư tuyến tiền liệt. Vậy nó có ảnh hưởng lên điều trị ung thư tuyến tiền liệt hay không? Thì nghiên cứu Profound là nghiên cứu mà người ta thiết kế, người ta cho vào đây những cái bệnh nhân ung thư tuyến tiền liệt kháng cắt tinh hoàn di căn đã điều trị với một thuốc nội tiết mới rồi, abiraterone hoặc là enzalutamide rồi, và khi bệnh tiến triển thì người ta có thể điều trị olaparib hoặc người ta lựa chọn cái thuốc nội tiết mới còn lại. Và ở trong nghiên cứu này nó sẽ có hai cohort, là cohort thứ nhất là đột biến BRCA1, BRCA2 và ATM, còn cohort B là có những cái đột biến khác. Thì về các cái tiêu chí của nghiên cứu thì chúng tôi thấy rằng là ở riêng cái nhóm mà đột biến BRCA1-2 thì cái hiệu quả của olaparib là cực kỳ rõ ràng. Nó tăng hơn gấp 10 lần tỷ lệ đáp ứng, các đồng nghiệp. Tôi chưa thấy có một cái nghiên cứu nào mà lại đạt được cái tỷ lệ đáp ứng nó vượt trội đến như vậy. Và cái thời gian sống thêm cũng như là sống còn không tiến triển trên hình ảnh cũng được cải thiện. Tiếp theo nữa là một cái nghiên cứu người ta điều trị một cái thuốc hóa trị là cabazitaxel so sánh với lại một trong hai cái thuốc nội tiết, nhưng mà là ở điều trị bước sau khi mà bệnh nhân đã được điều trị docetaxel và một thuốc nội tiết rồi. Thì người ta thấy rằng cabazitaxel với liều 25mg cũng cải thiện rõ rệt về các cái tiêu chính chí như là tỷ lệ đáp ứng và tỷ lệ sống thêm không tiến triển so với lại nếu chúng ta sử dụng cái thuốc nội tiết còn lại. Ở trong cái hội nghị gần đây về niệu khoa cũng như là về ung thư thì chúng ta thấy người ta nổi bật lên hai cái nghiên cứu. Nghiên cứu thứ nhất là nghiên cứu Vision. Nghiên cứu này người ta lựa chọn vào những cái bệnh nhân mà cũng đã kháng cắt tinh hoàn di căn và cũng đã được điều trị một cái liệu pháp, ít nhất một cái liệu pháp chuẩn rồi, và người ta sẽ cho so sánh giữa một cái đồng vị phóng xạ gắn vào kháng nguyên màng đặc hiệu của tuyến tiền liệt so với lại cái lựa chọn khác là cái lựa chọn do nghiên cứu viên người ta lựa chọn. Thì kết quả của nghiên cứu Vision cũng cho thấy là cái sống thêm toàn bộ cũng như sống thêm không tiến triển trên hình ảnh của thuốc đồng vị phóng xạ nó vượt trội hơn so với lại cái lựa chọn của nghiên cứu viên về các cái điều trị nội tiết khác tiếp theo. Đây là một cái nghiên cứu mà cũng rất được gây được tiếng vang trong một cái hội nghị gần đây về niệu khoa. Nghiên cứu này thay vì người ta sử dụng một loại nội tiết thì người ta đã sử dụng hai loại nội tiết là apalutamide kết hợp với lại abiraterone acetate so với lại chỉ điều trị abiraterone acetate mà thôi. Và tiêu chí chính của nghiên cứu là sống thêm không tiến triển trên hình ảnh. Thì nghiên cứu này đã đạt được cái tiêu chí chính. Nó đã kéo dài được 7,4 tháng so với lại chúng ta đang điều trị chuẩn chỉ có abiraterone acetate. Như vậy, từ cái nghiên cứu này thì bắt đầu manh mún một cái ý kiến, đó là liệu chăng chúng ta nên điều trị mạnh tay ngay từ đầu. Tuy nhiên các cái tiêu chí phụ khác như là về sống thêm toàn bộ, rồi là về độc tính thì chúng ta thấy là không có lợi ích khi chúng ta kết hợp hai cái thuốc nội tiết với nhau. Còn trong đại dịch COVID thì sao? Báo cáo các đồng nghiệp chúng ta đã thấy rồi. Tuy nhiên là mặc dù chúng ta đã kiểm soát được đại dịch COVID ở tại Việt Nam vào thời điểm này, nhưng chúng ta cũng nên có những cái nhìn nó toàn diện hơn nếu như mà chúng ta lại tiếp tục có những cái nặng nề về đại dịch COVID. Thì báo cáo các đồng nghiệp, đối với những cái điều trị ung thư tuyến tiền liệt di căn, chúng ta cho là ở cái nhóm này là chính là nhóm high priority, tức là ưu tiên cao. Ưu tiên cao nghĩa là chúng ta phải điều trị ngay, không được trì hoãn quá 6 tuần.
Và cái lựa chọn điều trị trong cái giai đoạn COVID này nó sẽ có phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố, nhưng một cái yếu tố rất quan trọng là chúng ta tránh những cái thuốc mà bệnh nhân phải đến truyền, chẳng hạn như hóa trị, và có thể gây những cái độc tính nặng nề khiến cho bệnh nhân phải vào viện. Và đây là một cái ca lâm sàng về ung thư tuyến tiền liệt di căn kháng cắt tinh hoàn. Thì đây là bệnh nhân nam 72 tuổi. Bệnh nhân này có di căn xương từ tháng 12 năm 2019. Đã được điều trị Zoladex kết hợp với docetaxel, tức là cho cái giai đoạn còn nhạy. Tuy nhiên tháng 10 năm 2021 thì bệnh nhân đau xương tăng, mệt và gầy sút. Và xạ hình thì tăng 2 ổ di căn xương, CT là có di căn phổi và PSA trên 100, tức là bệnh nhân này đảm bảo là ung thư tuyến tiền liệt di căn kháng cắt tinh hoàn, và lúc vào với chúng ta là triệu chứng rất là nặng nề. Vậy thì các đồng nghiệp sẽ lựa chọn điều trị cái gì tiếp theo ạ? Bệnh nhân này đã điều trị docetaxel ở giai đoạn còn nhạy rồi ạ. Vâng, 66% các đồng nghiệp chúng ta lựa chọn Abirax Terunacetat, 24% các đồng nghiệp chúng ta lựa chọn Enzalutamide và 10% chúng ta lựa chọn quay lại Docetaxel. Có lẽ là do việc cung ứng thuốc chăng? Mitoxantrone thì không có lựa chọn nào. Vâng, xin cảm ơn các đồng nghiệp đã có cái lựa chọn rất là hợp lý và nó cũng phù hợp với lại những lựa chọn của chúng tôi thôi. Về kết luận thì đầu tiên là chúng ta phải xác định đúng ung thư tuyến tiền liệt di căn kháng cắt tinh hoàn và đã di căn chưa hay là chưa có di căn. Đối với ung thư tuyến tiền liệt chưa có di căn kháng cắt tinh hoàn thì chúng ta thấy là đã có những cái điều trị mới đem lại hiệu quả cao. Còn đối với ung thư tuyến tiền liệt di căn kháng cắt tinh hoàn thì cái điều trị tối ưu được thiết lập dựa trên nhiều yếu tố, dựa trên đặc điểm từng bệnh nhân, dựa trên mức độ bệnh, dựa trên triệu chứng của bệnh nhân, dựa trên tình trạng thể chất điều trị trước đó và khả năng chi trả. Và trong thời kỳ COVID này thì chúng ta cần chú ý tính thuận tiện của liệu pháp điều trị, tránh phải nhập viện nhiều, và đã có nhiều tiến bộ ở cái điều trị bước sau cho nhóm bệnh nhân này. Bài báo cáo của tôi đến đây là hết. Xin trân trọng cảm ơn các đồng nghiệp ạ. Xin